Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và mình là Nami đây. Không biết là các bạn có còn nhớ ở video trước mình đã xây dựng một bộ cấu hình PC với em Core i7-9700F hay không? Và mình cũng đã có hứa hẹn rằng là sẽ làm một video khác với một em chip thế hệ đời thứ 10. Và trái tim của bộ máy ngày hôm nay đó chính là em Core i7-10700 đang trên tay mình đây. Thực chất thì nó là 9900 thế nhưng mà được đội lốt trên socket 1200 nhưng với giá cực kỳ hấp dẫn hơn. Và hiện tại thì tại Hà Nội Computer đang bán em này với giá là khoảng 9,5 triệu đồng, tức là rẻ hơn khoảng đâu đấy là 3 triệu đồng so với 9900. Mà trong khi đó thì các bạn sẽ vẫn có 8 x 16 lượng xử lý cũng như cái mức sung boost lên tới tận 480GHz nhé. Ở thế hệ 10 này, Intel sử dụng công nghệ mới để làm giảm bề dày đế silicon và tăng bề dày của IHS, từ đó tăng khả năng tản nhiệt đáng kể. Và minh chứng hùng hồn nhất đó chính là mức nhiệt ấn tượng của 10900K mà mình đã review. Còn nhiệt độ của 10700K thì chúng ta sẽ thử nghiệm ở phần sau video nhé. Ba mạch chủ mà mình lựa chọn là ASUS ROG Strix B460F và nó được nâng cấp cực kỳ đáng kể so với thế hệ cũ là B360F. Về thiết kế chúng ta thấy rất nhiều vân chéo và ăn nhập hơn với các bo mạch chủ ở thế hệ mới như là dòng Z490 Strix hay là Maximus. Phay nguồn cũng được bổ sung thêm một phay và hàng loạt các tính năng ăn chơi được tích hợp đầy đủ. Nhưng mà điểm mình ưng ý nhất đó là lần này ASUS đã bổ sung thêm một cổng đèn LED ARGB để kết nối thêm nhiều các linh kiện khác nhau và đồng bộ qua phần mềm ASUS Aura Sync. Ở mặt sau thì chúng ta có 6 cổng USB 3.2 Gen 1 và một cổng 3.2 Gen 2 Type-C. Ở khu vực audio thì có thêm một cổng USB Type-C và cổng này thì được tích hợp thêm con chip âm thanh là S120, có tác dụng như một amply chuyên nghiệp cho tai nghe. Các bạn nào dùng tai nghe cổng USB nhiều thì có lẽ là nhận ra sự khác biệt, chứ tai mình thì không thấy có gì khác cả. Nhìn chung ở cái mức giá này thì chắc chắn là chúng ta phải yêu cầu có được một em bo mạch chủ B460 thuộc hạng tốt phải không nào? Và em B460F này thì đã không hề làm mình thất vọng. Với tông màu đen toàn bộ và đèn LED ARGB hỗ trợ Aura Sync thì ID Cooling SE234 ARGB sẽ hòa mình rất tốt vào tổng thể bộ máy. Trước đây thì SE234 ARGB vẫn cân tốt tất cả các bộ vi xử lý Core i7 8 nhân như là 9700. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem nó hoạt động tốt trên thế hệ mới này không nhé. Do CPU chỉ hỗ trợ RAM bus 2666, thế nên mình chọn RAM Kit Antec Memory RGB cùng với bus tương ứng và tổng dung lượng lên tới là 16GB. Mức dung lượng này là đủ để các bạn chơi game rồi, và với mức cấu hình cao cấp như thế này thì mình hoàn toàn không khuyến khích dùng 8GB RAM tí nào cả. Nếu như các bạn muốn tiết kiệm chi phí hơn một chút thì có thể sử dụng ổ SSD 2.5 inch SATA thay cho cổng SSD NVMe. Vì trong game ấy thì cái tốc độ của hai cái ổ này nó hoàn toàn là không có sự khác biệt quá nhiều lắm, và mình cũng đã có review ở video trước rồi thì phải. Còn như nếu như các bạn sử dụng SSD NVMe thì chắc chắn là sẽ được hưởng lợi ở cái vấn đề là tốc độ đọc các cái file có dung lượng lớn ở trong các cái ứng dụng làm việc chúng ta hàng ngày đấy. Mình rất thích các SSD không có tản nhiệt như là chiếc Kingston A2000 bởi vì nó có thể sử dụng cùng tản nhiệt SSD đi kèm trên mainboard. Với các SSD kèm tản nhiệt có độ dày lớn thì các bạn sẽ buộc phải tháo tản nhiệt trên main ra, và nhìn như vậy thì cực kỳ là bất thẩm mỹ. RTX 2060 Super có lẽ là cái tên không quá xa lạ với các bạn rồi, nên mình cũng không còn gì để nói về nó nữa. Đại khái là nó gần như là chiếc card quốc dân để chơi game ở độ phân giải Full HD và bật đầy đủ các hiệu ứng kể cả Ray Tracing. Phiên bản RTX này sẽ hòa nhập tốt hơn với tổng thể bộ máy. Cuối cùng là combo nguồn và vỏ cây sẽ là chiếc Cooler Master MWE750W và Thermaltake C35TG. Thực sự phải nói rằng là B460F Strix kết hợp cùng với RTX 2060 Strix là một bộ đôi hoàn hảo về mặt thẩm mỹ. Như các bạn có thể thấy thì các linh kiện đều có tông màu chủ đạo là màu đen, thế nên là rất dễ hòa mình vào trong cùng một tổng thể. Bên cạnh đó thì đèn LED của chúng ta sẽ không có quá nhiều mà nó chỉ tập trung vào các cái khu vực như là mainboard này, CPU hay là phần RAM. Nhưng mà điểm mình nghĩ quan trọng và đặc biệt phải nhắc tới cho các bạn đó chính là ASUS năm nay thì đã thêm vào tính năng Performance Achievement hay còn được gọi là APE từ phiên bản BIOS 8.0 trở lên. Khi kích hoạt tính năng này, CPU của bạn sẽ không còn bị hạn chế lượng điện năng tiêu thụ nữa, từ đó thì giữ mức xung hoạt động cực kỳ cao. Như trong bài thử nghiệm của mình thì ở chế độ mặc định, lượng điện năng tiêu thụ của 10700 luôn được giữ ổn định ở mức là 65W. Còn khi mà bật tính năng này lên hoặc là mở khóa toàn bộ thì điện năng được đẩy lên tới gấp 3 lần, lên con số là 195W. Thế nên là các bạn cần khá lưu tâm về nguồn nhé.
Mặc dù là theo thông số của Intel, chiếc 10700 này có thể turbo boost tối đa 8 nhân lên tới là 4.6GHz. Thế nhưng mà chạy ở ứng dụng nặng như là Bright 95 hay là Cinebench R20 thì thời gian turbo là cực kỳ ngắn. Và ngay sau đó thì sẽ bị tụt xuống mức là 3.4GHz để đảm bảo mức TDP. Còn khi bật tính năng APE do được thả cửa ăn điện thế nên là xung luôn ổn định ở khoảng 4.6GHz trên cả 8 nhân luôn. Mức xung ổn định này cũng dẫn đến kết quả là trên Cinebench R15, R20 đều vượt trội từ 15 tới 30%, một con số quá khủng khiếp phải không nào? Riêng Blender do không ăn CPU nhiều và đều thế nên là mức xung chênh lệch chỉ tầm khoảng là 300MHz và hiệu năng chênh lệch khoảng 2%. Nhưng dù gì thì vẫn là hơn đúng không nào? Chuyển qua gaming, cũng giống như là Blender khi gaming không vắt kiệt cùng một lúc toàn bộ các nhân thế nên là mức xung chênh lệch không quá là nhiều. Sự khác biệt ở mức xung mặc định vẫn sồi sụt khoảng là 4.2 tới 4.6, khác với mức 4.6 thẳng tăm tắp khi mà bật tính năng APE. Nhưng về trung bình thì khi gaming mức xung chỉ chênh nhau khoảng 100MHz nên từ đó số lượng khung hình trên dây là có tăng nhưng mà chỉ tăng khoảng 5% ở các tựa game ăn nhiều CPU như là Warzone hay là Battlefield. Còn ở những game không phụ thuộc nhiều vào CPU thì kết quả gần như là không có gì thay đổi. Như mình có đề cập từ trước thì mức TDP 195W là rất cao, thế nên là lượng nhiệt tỏa ra cũng là vấn đề cần quan tâm ở đây. Với chiếc ID Cooling SE234 có mức giá là 700.000 đồng thì với mức stress tối đa toàn bộ hệ thống, CPU của chúng ta chạm ngưỡng tới là 93 độ C khi mà bật APE. Chênh lệch khá lớn với mức 55 độ C ở chế độ mặc định phải không nào? Điều này thì cũng khá là dễ lý giải bởi vì lúc chúng ta chạy Prime 95 thì CPU của chúng ta buộc phải hạ xung còn 3.3GHz để đảm bảo mức TDP là 65W. Nhưng cái mà mình quan tâm ở đây là các phần mềm render thông dụng như là Blender thì nhiệt độ chỉ khoảng là 60 độ C, khá là mát mẻ. Bù lại ở Cinebench với mức bản chất vắt CPU thì con số đã chạm tới ngưỡng là 90 độ C. Tiếp tục với nhiệt độ khi gaming thì kể cả bật APE thì chiếc 10700 chỉ đạt tối đa khoảng là 66 đến 70 độ C thôi. Con số này theo mình là hoàn toàn ổn định và không có gì phải đáng lo cả. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý thêm là nếu dùng tản nhiệt khí cho mình thì rất cần lưu tâm tới luồng gió cho cây nhé. Bản thân cấu hình mình lựa chọn ở đây là hai quạt 20cm ở mặt trước và một quạt 12cm ở mặt sau nên không khí được lưu thông khá tốt. Nếu như sử dụng những vỏ cây rẻ tiền với kích thước bé hoặc là không có gắn quạt thì chắc chắn nhiệt độ sẽ cao hơn bộ máy này của mình đó. Khi mà nhắc tới mức xung cao chót vót của 10700 thì chắc hẳn là không thể nào bỏ qua được tính năng mà Acer đã thêm vào cho năm nay, đó chính là Performance Adjustment. Thực sự là mức xung của CPU thì đã được đẩy lên tới là 600MHz mà không cần phải tinh chỉnh một tí nào luôn. Acer đã làm mình khá là bất ngờ không chỉ ở những sản phẩm mainboard tầm cao cấp mà ở những cái phân khúc tầm trung nữa. Ok, vậy là mình vừa đánh giá xong tổng quan về bộ máy mà mình đã build ngày hôm nay với linh hồn chính của nó chính là chiếc Core i7-10700. Và với tầm phân khúc giá là khoảng 36 triệu đồng thì mình thấy nó có đủ hiệu năng để càn quét tất cả các tựa game mà mới hot hit trên thị trường hiện nay một cách mượt mà. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy sao về em này, cũng như là có muốn thay đổi một số linh kiện nào trong đó hay không thì hãy cùng comment xuống bên dưới để cho mình cũng như là các bạn cùng biết nhé. Và bây giờ thì cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe để đón chờ xem các video tiếp theo về các CPU Core i đời 10 tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.